Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Thế giới Thể thao ngày 13 tháng 3 trên Bóng đá TV và Thể thao TV. Chúng ta sẽ cùng mở đầu với những diễn biến tại lượt đi vòng 1/8 UEFA Europa League. Có lẽ vào lúc này thì câu lạc bộ của Đức Áo là LAS đang hy vọng rằng là trận đấu giữa họ và Manchester United sẽ bị tạm hoãn bởi đây không phải là thời điểm thích hợp để đối đầu với Quỷ Đỏ. Thầy trò huấn luyện viên Solskjaer đang có sự tự tin và phong độ lên rất cao với chuỗi 10 trận đấu bất bại. Trận đấu giữa LAS và Manchester United không hoàn toàn đóng cửa khi vẫn có vài trăm cổ động viên của đội chủ nhà được ưu ái vào sân. Nhưng nguồn cổ vũ từ nhóm cổ động viên nhỏ đó là không đủ để tiếp sức cho đoàn quân của huấn luyện viên Valerian Ismael. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Manchester United đã có bàn mở tỷ số ở phút 28 sau những pha xử lý ngẫu hứng của cả người chuyền bóng Bruno Fernandes và người dứt điểm Ighalo. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế chỉ là 1-0 cho Manchester United. Nhưng trong hiệp 2, Quỷ Đỏ đã cụ thể hóa thế trận lần lượt bằng 4 bàn thắng nữa. Ba trong số đó đều đến từ cùng một kịch bản, khi Manchester United khai thác triệt để những khoảng trống mênh mông trước mặt hàng phòng ngự đối phương. Và trong những pha phối hợp như trên sân tập như vậy, Daniel James, Juan Mata và Mason Greenwood đều không thể bỏ lỡ. Trong phút bù giờ cuối cùng, Manchester United còn có thêm một bàn thắng nữa từ cú sút xa của cầu thủ vào sân thay người Andreas Pereira. Như vậy, với chiến thắng 5-0 trên sân khách ở lượt đi, tấm vé vào tứ kết xem như đã nằm chắc trong tay thầy trò huấn luyện viên Solskjaer. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Bayer Leverkusen đã có chiến thắng tưng bừng ngay trên sân của đối thủ Rangers. Đội trưởng 20 tuổi Kai Havertz tiếp tục thể hiện phong độ cao với bàn thắng thứ 3 trong 3 lần ra sân ở Europa League cho Leverkusen. Anh tận dụng cơ hội trên chấm 11m ở phút thứ 37 để mở tỷ số cho đội khách. Tới đầu hiệp 2, cách biệt tiếp tục được nhân đôi sau cú volley một chạm tinh tế của Aranguiz. Dù Edmundsson đã làm giảm hưng phấn của đại diện nước Đức với bàn rút ngắn tỷ số cho Rangers ở phút thứ 75, nhưng tới cuối trận, các cổ động viên của Leverkusen đã một lần nữa được ăn mừng với pha ấn định tỷ số 3-1 của Leon Bailey. Trái với chiến thắng tưng bừng của Bayer Leverkusen, các đại diện khác của bóng đá Đức đều gây thất vọng dù được chơi trên sân nhà. Frankfurt để thua Basel 0-3, trong khi Wolfsburg nhận thất bại 1-2 trước Shakhtar Donetsk. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Wolverhampton cầm hòa Olympiacos trên đất Hy Lạp với tỷ số 1-1. Có một điều thực sự đáng tiếc đó là hai trận đấu rất đáng chú ý tại vòng 1/8 Europa League giữa Sevilla AS Roma và Inter Milan Getafe đều bị tạm hoãn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cùng chung số phận còn có hai trận đấu lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tuần sau. Do toàn bộ thành viên câu lạc bộ Juventus phải cách ly vì trung vệ Daniele Rugani đã dương tính với Covid-19, trận đấu giữa đội bóng Italia và Lyon sẽ buộc phải hoãn lại. Tương tự là trường hợp của Real Madrid, một thành viên đội bóng rổ của câu lạc bộ này đã nhiễm virus Corona và UEFA cũng quyết định sẽ hoãn trận đấu lượt về giữa thầy trò huấn luyện viên Zidane và Manchester City. Cũng vì ảnh hưởng của Covid-19, La Liga sẽ chính thức tạm hoãn cho vòng 2 tuần tới. Chủ số phận là các giải vô địch quốc gia của Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và giải nhà nghề Mỹ MLS. Chưa dừng lại ở đó, UEFA sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các liên đoàn thành viên và đại diện Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp vào ngày thứ ba tới nhằm bàn luận về khả năng có thể hoãn vòng chung kết Euro 2020 tới mùa hè năm sau. Không chỉ châu Âu, Nam Mỹ cũng đang đứng trước mối đe dọa từ Covid-19. Liên đoàn bóng đá khu vực này đã đề xuất lên FIFA về việc hoãn các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3. Đây là động thái tương tự với những gì mà Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã làm vào đầu tuần này. Theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật, huấn luyện viên Mikel Arteta đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và ngay lập tức câu lạc bộ Arsenal đã quyết định cách ly khu huấn luyện cũng như những thành viên của câu lạc bộ đã có tiếp xúc với chiến lược gia người Tây Ban Nha trong thời gian gần đây. Và với những diễn biến mới nhất này thì chắc chắn là ban tổ chức của Premier League sẽ cần phải sớm đưa ra những biện pháp để đảm bảo an toàn cho cầu thủ cũng như người hâm mộ. Không chỉ có câu lạc bộ Arsenal mà tại Leicester City trong buổi họp báo diễn ra vào tối qua theo giờ Việt Nam, huấn luyện viên Brendan Rodgers cho biết đang có 3 cầu thủ của đội ông bị cách ly do nghi ngờ nhiễm Covid-19. Danh tính của 3 cầu thủ này không được tiết lộ, nhưng huấn luyện viên Rodgers cũng nhấn mạnh ông sẽ tán thành nếu ban tổ chức Premier League hoãn trận đấu giữa Leicester và Watford vào cuối tuần này, bởi sức khỏe của cộng đồng là điều quan trọng hơn cả.
Không chỉ có bóng đá, có rất nhiều môn thể thao khác cũng đang bị xáo trộn lịch thi đấu bởi ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Giải đua xe công thức 1, sự kiện được rất nhiều người hâm mộ chờ đợi, cũng đã không thể khởi tranh theo dự kiến ban đầu. Ban tổ chức Australian Grand Prix đã chính thức thông báo chặng đua đầu tiên trong năm 2020 của làng đua xe công thức 1 sẽ phải tạm hoãn sau khi thành viên của hai đội Haas và McLaren dương tính với Covid-19. Quyết định nói trên được đưa ra không lâu sau khi đội McLaren tuyên bố rút lui vì những lo ngại về vấn đề lây lan dịch bệnh. Trước đó, những người đứng đầu tại Australian GP đã rất tự tin vào việc chặng đua sẽ không bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Thậm chí họ vẫn để khán giả vào trường đua để theo dõi trực tiếp. Với tình hình hiện tại, chặng đua tại Việt Nam vào đầu tháng 4 tới đã đứng trước nguy cơ không thể diễn ra theo đúng kế hoạch. Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA cũng vừa tạm hoãn vô thời hạn sau khi Rui Gobert, cầu thủ của Utah Jazz, nhiễm Covid-19. Cho tới thời điểm hiện tại, đã có thêm một thành viên nữ của Jazz dương tính với virus, đó là Donovan Mitchell. Và theo dự đoán, con số cầu thủ nhiễm bệnh sẽ không dừng lại ở 2. Tại làng quần vợt, đại diện của ATP Tour đã thông báo, hệ thống này sẽ dừng mọi hoạt động trong vòng 6 tuần tới để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng. Điều này đồng nghĩa, các tay vợt sẽ chỉ có thể tham dự các giải đấu, ít nhất là cho tới ngày 27 tháng 4. Về phần hệ thống của nữ WTA Tour, dù chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng nhiều khả năng mọi sự kiện cũng sẽ được dời lại vào cuối tháng sau. Có thể thấy xu hướng chung của thể thao thế giới vào lúc này đó là hoãn hoặc hủy. Tuy nhiên vẫn có những sự kiện diễn ra, tiêu biểu như là buổi lễ thắp đuốc Olympic Tokyo 2020 tại Hy Lạp. Tất nhiên khi bối cảnh của dịch bệnh đang có những diễn biến cực kỳ phức tạp thì không khí của buổi lễ năm nay cũng đã trầm lắng hơn rất nhiều. Những năm trước đây, lễ thắp đuốc Olympic tại đền Hera trong quần thể khu di tích Olympia ở Hy Lạp thường thu hút hàng ngàn khán giả đến theo dõi trực tiếp. Nhưng hôm qua, sự kiện này đã hạn chế người xem vì dịch bệnh Covid-19. Đó là điểm khác biệt của lễ thắp đuốc năm nay. Còn các nghi lễ vẫn diễn ra theo truyền thống. Sau khi được thắp lên từ một chiếc gương cổ lõm, ngọn lửa thiêng Olympic được trao cho Anna Korakaki, nữ xạ thủ Hy Lạp từng giành huy chương vàng tại Olympic Rio 2016. Người rước đuốc thứ hai là Mizuki Noguchi, vận động viên điền kinh người Nhật Bản, từng giành huy chương vàng marathon tại Thế vận hội Athens năm 2004. Ngọn đuốc Olympic sẽ được rước quanh Hy Lạp trong 7 ngày, sau đó sẽ được chuyển đến ban tổ chức của Olympic Tokyo 2020 tại Athens trong tuần tới. Thế vận hội mùa hè năm nay dự kiến diễn ra từ 24 tháng 7 đến 9 tháng 8. Có rất nhiều phương án đã được tính đến, nhưng tôi tin việc hủy bỏ Olympic là điều không thể xảy ra. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đã ảnh hưởng mạnh tới toàn thế giới, quan chức Nhật Bản vẫn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng có thể tổ chức Olympic 2020 đúng kế hoạch. Chúng tôi không hề nghĩ tới việc thay đổi kế hoạch đã đề ra. Mọi thứ vẫn đang vận hành đúng với hướng đi mà chúng tôi đã lựa chọn. Đây là thời điểm mà tất cả mọi người đều nỗ lực và không có chỗ cho những suy nghĩ bi quan và tiêu cực. Có lẽ tất cả chúng ta đều hy vọng là Olympic Tokyo 2020 vẫn sẽ có thể diễn ra như kế hoạch. Còn vào thời điểm hiện tại thì một trong những số những sự kiện quốc tế hiếm hoi đang được tường thuật trực tiếp trên kênh Thể thao TV đó là giải cầu lông toàn Anh. Tại vòng 2 của nội dung đơn nam, trận đấu giữa huyền thoại Lin Dan và người đồng hương Chen Long đã kết thúc với chiến thắng rất cách biệt nghiêng về Chen Long. Và cũng giống như là giống số 3 của giải thì những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch đều đã có vé đi tiếp. Tại vòng 2 đơn nam, Victor Axelsen chạm trán Lakshya Sen, tay vợt 18 tuổi được đánh giá là một trong những ngôi sao tiềm năng của Ấn Độ và đã giành 5 chức vô địch ở mùa giải năm ngoái. Nhưng anh đã không thể làm nên bất ngờ trước nhà cựu vô địch thế giới. Axelsen chỉ mất 45 phút để đánh bại đối thủ trẻ tuổi sau 2 set với tỷ số lần lượt là 21-17, 21-18. Tại tứ kết, hạt giống số 2 của giải sẽ gặp nhà vô địch của giải đấu năm 2018 là Siyuki. Tại nội dung đơn nữ, cũng chưa có bất ngờ nào khi các hạt giống hàng đầu đều đã ghi tên vào tứ kết. Trong trận đấu diễn ra hôm qua, Ratchanok Intanon đã có chiến thắng áp đảo trước Aya Ohori. Hạt giống số 5 người Thái Lan giành chiến thắng sau 2 set với cùng tỷ số 21-11 chỉ sau 34 phút. Và cô sẽ gặp hạt giống số 1 của giải là Chen Yufei ở tứ kết. Còn tại làng gôn, sau khi đón sinh nhật thứ 45 vào tháng 12 tới đây, Tiger Woods sẽ đủ điều kiện được đề cử vào ngôi đền huyền thoại thế hệ năm 2021. Siêu hổ đã giành tổng cộng 82 chức vô địch tại PGA Tour và 15 danh hiệu Major. Hiện anh đang trong quá trình hồi phục chấn thương lưng.
và hy vọng có thể bảo vệ chức vô địch tại Master Tournament diễn ra vào tháng 4 tới. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Thế giới thể thao. Ở thời điểm hiện tại, câu lạc bộ Hà Nội đang phải đối mặt với những mất mát rất lớn ở hàng phòng ngự. Duy Mạnh chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, còn Đình Trọng sẽ tiếp tục phải làm bạn với giường bệnh. Đại diện của câu lạc bộ Hà Nội cho biết, Trần Đình Trọng sẽ cần thêm khoảng 3 tháng để điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối trái. Trung vệ của đội tuyển Việt Nam đã phẫu thuật rời chẳng gối từ giữa năm ngoái. Tuy nhiên, việc trở lại tập luyện quá sớm khiến cho tình hình trở nên xấu đi với Đình Trọng. Đầu tháng 3 này, Đình Trọng đã cùng Duy Mạnh sang Singapore để điều trị với sự hỗ trợ từ các chuyên gia hàng đầu tại đây. Tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 12 tháng 3, tiền vệ Trần Phi Sơn đã đi chụp cộng hưởng từ để kiểm tra mức độ của chấn thương gặp phải trong trận đấu gặp Lào Toyota tại AFC Cup. Theo chia sẻ của ban huấn luyện đội bóng, chấn thương của Phi Sơn không nghiêm trọng. Tuy nhiên, đội bóng này chưa tiết lộ thời gian hồi phục của tiền vệ sinh năm 1992. Ở vòng 1 V-League, câu lạc bộ Quảng Nam có hai cầu thủ phải rời sân vì chấn thương là tiền vệ Hồng Sơn và hậu vệ Đức Lộc. Theo đánh giá, vấn đề mà bộ đôi nói trên gặp phải là không quá nghiêm trọng. Dù vậy, khả năng ra sân vào cuối tuần này của Hồng Sơn và Đức Lộc vẫn đang bỏ ngỏ. Ngay sau trận thua 0-1 trước câu lạc bộ Viettel tại vòng 1 V-League thì ban huấn luyện và các cầu thủ của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã lập tức di chuyển tới Phủ Lý Hà Nam để chuẩn bị cho chuyến làm khách của Dược Nam Hà Nam Định dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 3. Đây được dự báo sẽ là một chuyến đi dễ khó về với thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Trước khi buổi tập diễn ra, huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã dành hơn 10 phút để trao đổi với các học trò về những điều được và chưa được trong trận ra quân. Rõ ràng, với đội bóng tân binh như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, để có được một thế trận gần như ngang ngửa với Viettel là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, bàn thua sơ đẳng dẫn đến cảnh trắng tay trên sân nhà là điều không thể chấp nhận được, và đây cũng là vấn đề mà huấn luyện viên Phạm Minh Đức ưu tiên khắc phục trước chuyến làm khách tới sân Thiên Trường. Mãi mãi thì tôi vẫn phải cải thiện cái vấn đề đọc tình huống khi phòng ngự, đưa ra quyết định trong phòng ngự, thì cái điều đó là cái điều mà đẳng cấp của một cầu thủ, và nhất là cầu thủ của tôi hiện nay cái đẳng cấp đang thiếu. Đấy, và cái sự lựa chọn trong các quyết định thì các em mới còn non. Chính vì vậy thì sẽ phải liên tục trong những buổi tập luyện chuẩn bị cho Nam Định thì cũng phải làm việc rất là nhiều. Ngoại trừ trường hợp tiền vệ Nguyễn Trung Học bị chấn thương dài hạn, trong tay huấn luyện viên Phạm Minh Đức đang có lực lượng mạnh nhất. Dẫu vậy, trước một Dược Nam Hà Nam Định già rơ và có nhiều nhân tố nguy hiểm hơn, nên mục tiêu mà ông thầy người Hà Nội hướng đến ở trận đấu này là rất khiêm tốn. Lối chơi của Nam Định tạt bóng từ biên và Melo là một trong những tiền đạo rất nguy hiểm ở trên không, không chiến, và có thêm Son nữa là một cầu thủ rất là nhanh nhẹn. Và cầu thủ đó thì lại di chuyển rất là nhiều. Chính vì điều đó, đá với Nam Định cũng tại sân Thiên Trường là một cái điều rất là khó khăn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, và các cầu thủ hậu vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì cũng phải ra rất là nhiều phương án. Thì tôi nghĩ là đến làm khách ở sân Thiên Trường thì đội sẽ cố gắng làm sao mà có một điểm để về, thì tôi nghĩ là cũng là thành công đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đây lại là một nhiệm vụ không hề dễ dàng khi các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa có tinh thần tốt nhất sau trận thua. Trong khi đó, Dược Nam Hà Nam Định với điểm tựa sân nhà nên chắc chắn mục tiêu của họ sẽ không chỉ là một điểm. Như chúng tôi đã từng đề cập, vào lúc này có rất nhiều sự kiện thể thao quốc tế đã bị tạm hoãn hoặc hủy, nhưng cũng có những sự kiện đang diễn ra rất hấp dẫn, tiêu biểu như giải cầu lông toàn Anh, giải đấu đang được tường thuật trực tiếp trên Thể thao TV và Thể thao tin tức HD. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Tất nhiên, giải đấu này cũng như những sự kiện thể thao quốc tế đáng chú ý khác như là Champions League, Europa League, Premier League và các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, tất cả sẽ đều có trên ứng dụng Onmi. Trước khi khép lại bản tin hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhìn lại những tin chính đã có trong bản tin. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.